Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của chương trình Vision News, và giờ đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan tới thưa quý vị, sức khỏe quý vị, đó là cơn bệnh cúm hiện nay đang lan tràn khắp Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, bệnh cúm đang ở vào cái thời gian gọi là cao điểm rồi, và bây giờ đây bắt đầu giảm dần, nghĩa là mùa cúm sắp sửa hết thưa quý vị. Tuy nhiên năm nay các bác sĩ ở trường đại học Nebraska Medical Center họ đều cho biết rằng là sở dĩ năm nay cúm nhiều như vậy là bởi vì có một con vi khuẩn của cúm rất đặc biệt có tên là H3N2 thưa quý vị. Vi khuẩn này là một loại vi khuẩn mà cũng như là mọi thứ đặc biệt, nhưng mà cái loại thuốc chụp ngừa cúm năm nay nó hoạt động không có tốt đối với loại vi khuẩn cúm này. Tại sao như vậy? Các bác sĩ tại trường đại học Nebraska cho biết rằng sở dĩ có như vậy bởi vì thuốc chụp cúm là thuốc chụp mà mỗi năm người ta đều làm dựa trên các cái loại vi khuẩn cúm của những năm trước. Tức là mỗi năm các bác sĩ đoán thêm là năm nay cái loại vi khuẩn cúm gì là sẽ xuất hiện, và họ phải đoán như vậy, đôi khi trúng và đôi khi không trúng. Nhưng mà dầu trúng hay không trúng thì nếu chụp ngừa cúm thì sẽ làm cho bệnh cúm của mình mắc phải nó nhẹ hơn. Tuy nhiên năm nay đặc biệt là cái thuốc chống cúm này nó không có được tốt cho bằng các cái năm trước, chỉ vì cái loại cúm năm nay là H3N2. H3N2 là một loại cúm rất là mạnh và nó lại là bị ảnh hưởng, nó không bị ảnh hưởng bởi cái thuốc chống, là vì những cái loại thuốc chống thưa quý vị phải cấy ở trong môi trường có trứng gà. Và cái loại vi khuẩn H3N2 này đó thì nó là dị ứng với trứng gà, cho nên khi mà nó thấy có những con vi khuẩn cúm khác mà có trứng gà ở trong đó thì cái loại vi khuẩn mà cúm mà đã trồng trong cái chủng cấy ở trong cái môi trường trứng gà thì nó lại không có work với là H3N2. Do đó năm nay khi mà quý vị chích thuốc ngừa cúm thì thuốc này không hoạt động hữu hiệu cho bằng các cái năm trước, bởi vì con vi khuẩn năm nay nó không có nó có vẻ nó ít bị ảnh hưởng bởi thuốc ngừa cúm. Thì đó là một trong những cái tin cho biết rằng là giải thích tại sao năm nay thuốc chụp ngừa cúm lại hoạt động không có tốt mà lại làm cho bệnh cúm hoành hành rất là dữ, chỉ vì thuốc ngừa cúm không tốt. Và người ta giải thích rằng vì thuốc ngừa cúm đó đã không có tốt đối với những con vi khuẩn cúm mà đã chụp trong cái trứng gà, bởi vì là đó là cái loại mà thưa quý vị thuốc chụp thì họ phải làm như vậy thôi. Thì đó là một trong những cái là lý do khiến thuốc ngừa cúm năm nay hoạt động không hữu hiệu thưa quý vị. Thưa quý vị, tin tức ngày hôm nay là tiếp tục đề cập đến một cái vụ xảy ra ở tại California, tại khu vực của Bernardino. Vào ngày 28 tháng 2 vừa qua, tức là ngày cuối tháng 2, thì thưa quý vị, giới chức ở tại Bernardino đã phát giác ra rằng một cái sự việc rất là thương tâm. Đó là hai vợ chồng đã để cho ba đứa con của mình, một đứa 11, một đứa 13 và một đứa 14 tuổi, sống trong một cái gọi là cái hộp, tiếng Anh gọi là cái box đó, rất là tồi tàn, nằm trong một khu đất mà bên cạnh đó là một cái hố rác và những cái ao hồ xung quanh. Kế bên cái box đó, cái nhà mà rất là thô sơ này là một cái travel trailer. Trong đó đó có khoảng 3 đến 40 con mèo sống trong cái trailer đó, và nó tự do đi lại qua lại giữa cái căn nhà ọp ẹp đóng bằng gỗ plywood này, cho nên là rất là hỗn loạn và dơ dáy trong khu vực này. Thì thưa quý vị, cảnh sát đến nơi để điều tra và tìm hiểu xem, thì thưa quý vị, cái hộp này nó cao 6 mét, nó dài khoảng 6 mét thì đúng hơn, nó cao khoảng chừng 1m2, rộng khoảng chừng 3 mét, và ba đứa trẻ này đã sống trong cái căn nhà tạm bợ này trong vòng 4 năm qua. Hai người vợ chồng này, một người tên là Monica Kurt, 51 tuổi, và người đàn ông là Daniel Panico, 73 tuổi. Cái xe mà travel trailer đó thì là ông chồng ở cùng với lại 30-40 con mèo, và người vợ đó thì ở chung với lại ba đứa con trong cái căn nhà ọp ẹp mà họ gọi là cái box này, với cái tiện nghi rất là thiếu thốn và bẩn thỉu. Tuy nhiên thì thưa quý vị, hiện bây giờ cảnh sát đang bắt giữ hai vợ chồng để điều tra, và cái cơ quan mà nuôi dưỡng trẻ em tại khu vực địa phương đang là nuôi dưỡng ba đứa trẻ này
Tuy nhiên, cảnh sát tại đây khẳng định là ba đứa trẻ này sau khi được tìm ra khỏi cái nơi đây đó thì không thấy có một cái dấu chỉ gì gọi là abusive, tức là bị đánh đập hay là bị chói chân chói tay hay là bị tật nguyền, bị thương vong gì cả, mà chỉ sống một cách thiếu thốn ở trong cái căn lều này thôi. Thành ra hiện bây giờ là không biết là hai vợ chồng này có bị phạt vạ về vấn đề tù tội hay là không, nhưng mà hiện bây giờ cái tiền bail cho hai vợ chồng này là 100.000 Mỹ Kim và mọi việc còn đang được điều tra. Anh Phạm Kế. Vâng, và thưa quý vị, câu chuyện kể là câu chuyện xảy ra ở thủ đô Hoa Kỳ, Washington DC. Đó là mùa hoa anh đào, thưa quý vị. Mỗi năm hoa đào nở, đó là cái chuyện thường lệ xảy ra ở Washington DC. Hoa anh đào ở đây được chính phủ Nhật tặng đến 3.000 cây năm 1912, cho đến bây giờ là đã được phải nói rằng là trên 100 năm rồi. Và mỗi năm cứ tới cái mùa xuân, khi mà tháng 3 và tháng 4, giữa cái giao mùa giữa tháng 3 tháng 4 thì người ta thấy hoa đào lại nở. Và mỗi lần hoa đào nở là cả cái vùng Washington DC, nhất là cạnh mấy cái hồ nước mà sát ngay thủ đô đó, thì nó nở hoa rất là đẹp, và đó là cái mùa mà người ta đến hàng năm. Tuy nhiên cái việc đi đến đây phải nói rằng rất là khó, bởi vì mình phải canh làm sao mùa hoa anh đào nó chỉ có trong một khoảng thời gian rất ngắn. Như năm nay nó có từ ngày 20 tháng 3 cho đến 15 tháng 4 mà thôi. Vì vậy cho nên nếu mà mình mua vé máy bay để mình lên xem thì phải đến vào cái ngày tháng đó. Tuy nhiên việc mà canh cho đúng ngày tháng là một việc rất khó. Năm ngoái cũng vậy, năm ngoái một cơn lành hết sức là dữ dội đến trong cái vùng này làm cho hoa anh đào bị thui chột và hoa anh đào không có nở được đúng ngày như là người ta mong muốn, và hầu hết những cái hoa đều bị cháy hết do cái cơn lành vừa qua của năm trước, và giờ đây thì nó bắt đầu nở lại. Và năm nay thì các người tổ chức hội hoa anh đào họ nói rằng sẽ tổ chức từ cái ngày mà 20 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, và sẽ có những cái chuyện đi kèm với cái đó để cho quý vị thích thú. Thứ nhất là sẽ có một cái giải tennis xảy ra ở tại nơi đây, rồi đồng thời có những cái lớp yoga xảy ra được huấn luyện rồi biểu diễn ở trong cái Washington DC, và đó là những cái gì mà người ta hy vọng rằng sẽ lôi cuốn được cho một cái ngày hội hoa anh đào mà người ta gọi là Cherry Blossom Festival ở ngay thủ đô Washington DC. Dĩ nhiên những cái hoa này xuất xứ từ nước Nhật, cho nên ở bên nước Nhật cũng sẽ có những ngày hội anh đào ở ngay cái thành phố cổ của họ là Kyoto, thưa quý vị. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến cái đám cưới của hai nhân vật đang gây xôn xao dư luận, đó là hoàng tử của nước Anh, ông Harry và cô Meghan Markle, là một nữ tài tử màng bạc của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cặp vợ chồng này chưa cưới này đó đã gây xôn xao dư luận, là tại vì anh hoàng tử này có thể là trẻ hơn tuổi hơn vài tuổi so với lại cô dâu, là một người tài tử của nước Mỹ. Tuy nhiên thì đó là cái điều mà người ta đang bàn tán, là tại vì với cái cương vị, với cái vai trò, với cái chỗ đứng của ông hoàng tử cả một nước Anh to lớn như thế này mà lại chấp thuận để mà cưới một người cao tuổi hơn mình, thì đó một điều cũng rất là lạ. Cho nên là đối với lại Tây Phương, quý vị thấy rồi, tuổi tác không thành vấn đề, yêu nhau là có thể lấy nhau mà thôi. Và ngày hôm nay thì thưa quý vị, tin cho biết là đã có một cái sự tiết lộ liên quan đến khách mời cho cái buổi đám cưới của hai người này vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Có khoảng chừng 2.600 người là những thành viên trong những cái tổ chức thuộc công cộng, tức là public, sẽ được mời. Trong đó thì thưa quý vị, có 1.200 nhân vật sẽ được mời. Đây là 1.200 những người đó mà có cái dĩ nhiên là cái background phải tốt rồi, và họ đã có những cái sự đóng góp cho cộng đồng, là những cái nhân vật mà phải nói là có thể gây ảnh hưởng đến cái community nơi họ sinh sống, thì đó là những nhân vật mà họ sẽ mời. Trong khi đó thì khoảng chừng 100 người thuộc về những cái thành viên trong những cái local school, những cái người trong giới giáo chức đó của school, rồi những cái cơ quan từ thiện, những nhân vật trong các cơ quan từ thiện mà hoàng tử Harry quen biết và làm việc trong thời gian qua đó, thì họ cũng sẽ mời khoảng chừng 100 người. Ngoài ra thì thưa quý vị, sẽ có những nhân vật tên tuổi khác nữa của nhiều quốc gia mà hiện bây giờ cũng nhiều người quan tâm lắm, đó là hai người, ông Tổng thống Trump của Hoa Kỳ cũng như là ông cựu Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama. Hai người này không biết là được mời hết hay là không, và có thể là chỉ một người được mời mà thôi. Có thể là ông Trump
không có Obama và có thể ông Obama không có ông Trump. Điều này cũng đang khiến cho nhiều người Hoa Kỳ đang rất là đắn đo, bởi vì nếu mời Obama mà không mời ông Trump đó thì có thể là ông Trump sẽ bị mất mặt, bởi vì nước Anh họ không có thích ông Trump mà chỉ thích Obama mà thôi. Mọi việc còn đang nằm trong cái sự secret, tức là rất là bí mật, chưa có tiết lộ gì cả, và mọi người đang trông chờ để mà có thể theo dõi và đón xem cái cuộc đám cưới mà đầy dư luận này của hai người nổi tiếng, đó là một nữ tài tử của Hoa Kỳ, cô Meghan Markle, và anh hoàng tử của nước Anh, anh Harry, anh Phạm Cảnh. Vâng, cô Meghan này còn có cái đặc điểm nữa là cô là cái đây đám cưới thứ hai của cô, vì cô là người đã có ly dị trước rồi. Đám cưới lần thứ hai, và cô là một cái người có người mẹ là một cái người da màu, thưa quý vị. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình Fisher News ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của Fisher News. Cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.